Hello mọi người. Hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tạ Vlog nha. Và mình là Tạ Đẹp Trai. Con đẹp trai. Tao mới là thằng đẹp trai. Con đẹp trai. Tao đẹp trai hơn mà. Đẹp trai. Mọi người thấy mình đẹp trai không? Đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn. Hai người xung quanh mình đẹp trai này. Đẹp trai. Mày đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai nhiều gái theo mệt lắm. Gái theo mệt lắm. Đéo tin. Trai nhiều gái theo ấy. Hôm nay là thời tiết của miền Nam này là không. Nói chung là miền Nam luôn, miền Nam rồi khúc mà miền Trung bây giờ là cũng đang vào là cực kỳ vào mùa. Mùa nóng cực kỳ nóng mọi người. Hôm nay nóng thì nóng có chuyện hơi luôn rồi. Vậy vậy. Bây giờ là gió nên có cái mây mây thôi nha, nhưng mà tí rất nắng nha. Hôm nay mình sẽ cải tạo cái chỗ đằng sau lưng mình á, là chỗ này kêu là nhà, này, bỏ hoang. Nhà bỏ hoang thành một cái hồ bơi năm sao. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha mọi người. Yeah, ok, bắt đầu. Let's go. Đang quay hả? Ừ. Tí hộ tua. Khúc này nha. Đây là thành phần của mình hôm nay này, thì mình có sáng là đi mua đá tảng nhưng mà nay người ta không có giao, nay chủ nhật người ta nghỉ, người ta cũng có đá nghỉ lễ. Đây là gồm có đá này, mận này, ổi này, dừa này, nước uống này sẽ là nước dừa nha. Đây có
có quýt nè, xoài này, xoài mấy bạn trên cây ổi này mua cây cây không nữa nè. Đó, mình sẽ tiến hành đổ cho tất cả những thứ này vô trong cái hồ nước này của tụi mình, rất là trong nha, trong veo luôn á. Và bây giờ tụi mình sẽ tiến hành là cho đồ vô nha, đá vô. Đó, đá lạnh. Áp phê. Ô, cho đá vô đây. Ê, để gì không? Đi hấu chút để cho sau cùng mình đáp đá cho bẹp ha. Bỏ bọc ra, bỏ bọc ra. Có mẹ rồi, không nhảy ra, cho gì? Cầm đi. Hết chưa? Rồi hai mày phóng vô đi. Khoan, cầm, chân. Rửa chân. Hóa từ từ, chưa dơ lắm. Rồi áo cũng cầm luôn, cầm lên ngay. Làm gì? Làm vậy à? Đây là cầm, lấy vậy. Hai lòng luôn. Từ từ, nó như là đồ này. Tự nhiên, từ chưa. Mày dân chơi Dubai chính hiệu đi bà con. Rồi, bộ con này rồi, cho vô nha. Chưa, dân chơi Dubai chính hiệu luôn. Ê, cầm nhé, phóng đi trước, cầm ơi. Đây là hai dân chơi Dubai chính hiệu đi bà con, vô. May là mình là chỉ được quyền là rồi. Rồi con đá lại một chỗ đi. Nó không sâu lắm à. Chân rồi. Đây là búa siêu cay đây. Đang cho nước vô đó. Đây là hàng của dân chơi Dubai đây. Giờ hồ bơi dưới là phải dọn sạch sẽ, trái cây thôi tụi nó phóng là đùng là hư hết nha. Tam xài mới được. Trời ơi, văng đầy nước ở đây luôn rồi. Ờ, nhảy đi, đừng có chạy sang này, đổ hết trái cây á. Mà bà con mướt siêu cay.
thôi con ăn đây. Chán này ngon đây. Hay là ăn quýt. Ai quýt quýt. Mày. Đúng rồi, cái gì này? Ngon đấy. Thôi tao cũng đưa tao tắm đi, lạnh quá. Nè, cũng đã có cùng rồi. Đúng ngoài nắng quá. Ôi. À, chị chạy quá. Bỏ lẻ đâu? Vứt ra ngoài. Vứt ra nhá. Ở thì chạy này vứt trong xong rồi bơi mày hớp. Tập. Wow. Tập này chưa đâu, xem anh một tăng. À. Bơi là con chạy. À. Mẹ ơi, biết quyết nha. Dao đâu rồi? Kìa. Bên này. Ừ, cái một. Xoài nào. Xoài già ngon lắm. Nước cái dạng đầy ở đây luôn cả mà. Bộ thấu ăn đi. Anh thấu không? Ừ. Ui, mà nước nó xả đá dở lạnh. Cầm đi boy, boy cầm cái này boy. Dạ. Dầu ngon đấy. Đỏ chót luôn, ít hột nữa các bạn ạ. À. Mình chuẩn bị mời các bạn ăn dưa hấu nha. Ăn đùa này, ít hột thôi này. À, đã trái này đi, rớt bám vậy. Chụp phần chưa? Chưa, thôi tí chụp sau cũng được. Hồ chén hết là nghỉ chụp phần á. Này nào anh dưa hấu, anh dưa hấu ra như thế này. Ăn coi chừng nước nó chảy ra đây hồi là... Mời mọi người miếng dưa hấu to khổng lồ. Cảm ơn ít, ăn nhiều hồi, ăn kia đấy, cảm ơn nhiều đi. À, mời mọi người miếng dưa hấu nha. Mời mọi người ăn dưa hấu nha. Bao phê rồi. Ngọt dữ luôn. Một tay luôn các bạn. Chưa nắng cái này ăn mà phê. Còn tắm nữa trời, mát quá. Em cho đống nước đá ở đây nó lạnh. Không ăn xoài vẫn phê nhất hả? Ủa, xoài lắc mía, xoài lắc mía. Wow. Ngon thế. Làm thêm trái mưa cho mọi người ăn luôn chứ hả? Tất nhiên rồi. Cho hết quýt luôn. Bóc hai quả quýt nữa cầm. Dạ. Nè, lắc siêu cay luôn này. Boy không ăn được rồi. Cái này chỉ cho những người đàn ông mới ăn cay. Đàn ông đích thực. Cái này boy đẹp trai BD là không ăn được rồi. chưa. Nó lắc lên ăn phê mùi muốn. Chứ họ bắt hết đi. Sẵn sàng cho cuộc sưng mồm rồi. Sưng mồm ha. Đá. Ôi ơi, chiều nay sưng mồm. Nhưng mà mình phải ăn đá. Ăn đá làm gì? Cho bốc phép mồm biêu à? Chiều nay phải bốc phép mồm biêu à? Bốc phép mồm biêu nói cha cho chị ơi. Ăn cho thật là đá ơi, hết trái cây luôn. Cho nè. À, để đi. Bốc miếng này quần nè đây. À, bốc con búi này đây. Wow. Bộ con miếng dưa hấu còn. Dưa hấu còn ăn mặt luôn. Từ để dưa hấu hồi lúc mình cay mình ăn nó mới phê còn. Ờ. Mình ăn mình đại chiến này xong nha, xong mình chơi cái đây. Bẹ, bò. Bẹ, bò đây. Đây. Chuẩn bị lắc đây. Con xin miếng ổi trước. À. Rồi trong này toàn ớt không đấy, cầm làm đổ giờ toàn ớt không à. Con nhảy không con? Vô bà con ơi, tới nè. Con biết nhảy đặt cái đấy luôn đi nè. Có chân vô trái dừa nè, làm nhảy vô trái dừa cái xong luôn á. Nhẹ nhẹ à, nhảy. Chuối đầu xuống, nhảy sóng chuối đầu luôn nè. Không chú đâu này, chú này sơ thôi bò rồi. Cầm như ra chú rồi. Mời bà con xoài lắc ớt nha, không có mời bà con nha. Chú làm sao? Ủa, không quay nữa. Ăn quýt rồi. Ngon.
Rồi coi ạ, mùi nó sao sao. Cày quá cày. Không phải. Con thử ăn nó. Mời mọi người con gọi nha. À. Ok. Lắc mũi ơn này các bạn. Cho bắp mọi người. Trời quá. Ngon quá. Trời mà nắng mà vừa tắm này uống nước dừa nữa không? Còn ai quá các bạn ơi. Đó, ta cùi ra. Hết nước vãi. Cộng dao rồi, dao nó cùi quá. Nãy giờ con đang chờ cái hồ lãm này ra. Cùi dừa hả? Ừ. Sao mày khôn vậy? Một, hai, ba. Cùi ra. Mày con nước dừa nha. Mày con cùi nha. Ừ. Ngon quá. Mọi người uống nước dừa nha. Sáng ngày em chặt đúng mùi dừa ngọt rồi. Đặc quá. Đây, trái còn cầm. Đặc. Có thằng trái. Không cấm mọi hành vi đánh lộn gây xô xát tổn thương tới bạn bè. Bạn chơi. Mất công sức gây ảnh hưởng đến tình cảm anh em sau này. Không biết có. Không biết là có đánh nhau thật không? Một quả uống chưa hết đủ nữa. Mọi người nhìn mình nhảy nè. Không chưa. Bậy rồi. Khui như là khui bia này. Mọi người nói chuyện nha. Cái gì vậy, phải đổ mày dính cả nước này vô đó mày uống được đó con. Ôi trời ơi. Thằng nào cho mưa xuống đây vậy? Không được rồi. Rồi ra đấu siêu cay đi cầm. Ta mày đấu siêu cay. Ok. Bỏ phút trước là thua nha. Ok ok. Wow. Chấm đáy này. Đây đây. Trời cay quá. Cái ổi này, nó men xoài đúng không? Ổi này. Giờ con ổi rồi. Thật tình là nãy giờ toàn thấy muối ớt trong hồ ơi không? Không thể nó ổn nữa. Mệt lắm. Ăn thử quýt kìa. Bây giờ chưa ăn quýt. Quýt vị nó lạ lạ phải không cầm? Nước của mình tự nhiên trộn với nước ớt nữa. Bơi ra chứ rồi. Bơi. Chắc giờ không rồi. Con ăn nữa. Rồi thua, thua. Rồi. Con ăn miếng nữa con. Rồi cắt đi thôi. Con thắng. Thắng rồi, tao thua. Thắng đưa 10 tỷ. Này, dấu này. Ê, mưa ớt nó sắp chạy xuống con này. Cầm đi, cầm đi. Cho con xin miếng to to vào. Rồi. Rồi thấu đây. Mặt ra ớt quá cay. Ngon. Nó dưới trên nắng mà bơi xuống hồ tươi quá. Đúng là không mất công sức gì cả. Wow, tuyệt. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người. Mọi người nhớ cho mình xin 5 giây để nhấn đăng ký like. Kênh cho mình nha. Và like nha. Nhớ chia sẻ video cho mình nha. Nếu muốn là tụi mình làm một cái gì thì cứ đăng ghi ở dưới phần bình luận đó ông thôi thì sang Facebook của mình, inbox lên Facebook hoặc là fanpage nha. Bye bye mọi người nha. Bye mọi người. Chúc mọi người cuối tuần thật là vui vẻ mát mẻ. Nếu muốn mát mẻ thì phải làm cái hồ bơi như vậy nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Bye mọi người. Làm vừa tắm. Ha ha ha!
Oh, my God.